Ôi trời, bắt đầu rồi. Thở đều nào, sẽ ổn cả thôi mà. Thở đều đi. Con yêu à, một ngày nào đó con sẽ là người quản lý Squid Game. Lại là ngũ cốc. Chúng mình không muốn. Ha, quê mùa. Nhìn này, mình sẽ được ăn ngũ cốc. Không đâu, mình sẽ không ăn nó. Phục vụ à. Con yêu, sao vậy? Được rồi, con trai cưng à. Đây là sốt cho con nè. Không, con không muốn nó. Đừng trẻ con như vậy mà. Đây là hình cho con. Cắt nó ra khỏi ngũ cốc đi. Ngay. Vâng mẹ. Có gì thú vị? Ai cũng phải làm như vậy cả. Ngon quá đi. Con ăn hết rồi mẹ ơi. Giỏi lắm con yêu. Có ai ở đây không? Kẹo khổng lồ của mình. No quá. Nhưng không có nghĩa là mình dừng đâu nha. Phiêu, con ăn nhiều quá rồi. Không còn kẹo cho con đâu. Nhưng mẹ ơi, không được. Mẹ sẽ để ở chỗ an toàn mà con không lấy được. Đây, kẹo đường tội nghiệp. Mình sẽ cứu bạn. Nhưng mình không biết mật mã. Các bạn à, có ai thấy được mật mã các sách không? Nói mình dưới phần bình luận nha, cảm ơn. Văn phòng của mẹ. Mình sẽ là vua nơi này. Bạn, làm theo lời mình. Chào mẹ yêu. Con đang làm gì ở đây vậy Phiêu? Con chỉ là tìm thứ này ạ. Cái gì đây? Thứ này từ rất lâu rồi. Khi con còn nhỏ cơ. Con khóc lóc cả ngày. Không điều gì làm con ngưng khóc cả. Ngoan con yêu, đừng khóc mà. Gu gu ga ga. Hiccupoo. Được rồi, giúp mình nào. Lính gác, bạn lo cho em bé nha. Nhìn nè. Wow, nó không hiệu quả. Người chơi 067, làm cho em bé nín nha. Mình không biết phải làm sao. Rồi, này. Đây là câu chuyện về cậu bé lính gác đỏ và chú khủng long. Ngày xưa, ngày xưa, chú khủng long ăn cậu bé. Hết chuyện. Gì? Mình đùa thôi. Lính gác đánh bại chú khủng long. Mình thích vậy hơn. Đi ra ngoài đi, để cho mình. Con của mình cười rồi nè. Và nó trở thành đồ chơi yêu thích của con. Tuyệt quá à. Con lấy nha. Cảm ơn mẹ nhiều. Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Người chơi đã sẵn sàng. Ai có thể ăn kẹo đường nhanh nhất đây? Sean, Phil, bắt đầu. Thật bừa bộn mà. Cho mình bộ dao nĩa bạc nha. Bạn cư xử như lớn lên ở trong rừng vậy. Đây là miếng cuối cùng. Mình sắp chiến thắng rồi nha. Lính gác, xử lý nó nha. Dừng, tiêu thắng. Kẹo trong đĩa của bạn đã hết rồi. Cái gì? Trò chơi bị sắp đặt. Bất công quá. Mình đã ăn hết kẹo mà. Yên nào Sean, đừng gay gắt như vậy. Anh chàng giờ mới biết Phil, đây là giải khuyến khích của bạn nè. Thật là khủng khiếp mà. Em là người điểm tệ nhất lớp. Ôi trời, em làm sai hết rồi Phil. Ép. Em cảm ơn. Thầy không biết là thầy đang làm khó dễ ai đâu. Alo mẹ ơi. Em tính khóc nhè với mẹ của em sao? Xin chào thầy giáo, hãy chơi trò chơi. Đây là thư của bạn, bạn chơi trước đi. Có chuyện gì vậy? Nếu bạn lật được thư của mình thì bạn chiến thắng. Thầy giáo, bạn thua rồi. Đưa anh ấy đi. Cái gì? Nơi nào đây? Chào mừng đến với Squid Game. Bài tập của thầy đây. Thầy không nên làm loạn nha. Thời gian bắt đầu. Giỏi lắm con yêu à. Đúng là con trai của
gì vậy trời? Wow, quý cô à, hãy mua bánh quy nha. Thôi, hãy mang thứ nhàm chán này đi đi, mình sẽ cho bạn thấy món ngon hơn nè. Wow, đừng chạm vào, đây là tác phẩm nghệ thuật hình học đó. Nếu bạn bán nó, bạn sẽ trở nên giàu có như trong giấc mơ của mình. Mình muốn lấy thêm hàng, mình biết mà. Thêm hai hộp nữa này. Cảm ơn nha, thưa cô. Này, cẩn thận chứ. Chào người mới. Mẹ, cứu con. Chú ý nào mọi người chơi. Đèn tắt rồi. Mình phải ngủ ở dưới sàn thôi. Thật không thể chấp nhận được. Đến đây. Đã hiểu chưa? Vâng, thưa cô. Anh bạn, dậy nào. Thoải mái hơn nhiều rồi. Hãy nhìn vào camera và cười. Tiếp theo. Hãy nhìn vào camera và cười. Yêu, khoan đã. Không tốt đâu. Họ bảo không cười mà. Thôi nào, cong môi lên. Không. Được rồi, hãy nhìn đây. Kiểm tra nón đi. Đây, một chú cún nhỏ. Thật đáng yêu. Con thật vô tâm. Sao mẹ lại có người con như con được chứ? Âu. Mẹ à. Đây là buổi trưa, Phiêu à. Quả trứng và nước lọc. Này, đây là trứng đại điểu sao? Mình làm gì với quả trứng đây? Wow, là bữa ăn vui vẻ. Cảm ơn mẹ nha. Và cả soda nữa. Wow, mẹ là nhất. Công tử bột, anh chàng có thứ tốt nhất. Chúng mình sẽ cho bạn một bài học. Hãy nổi loạn. Đi thôi, nào. À, còi báo động. Này, chuyện gì vậy? Tắt báo thức đi chứ. Mình không thể ngủ được nè. Ngủ đi, con yêu à. Mẹ đây. Sao bạn dám làm con của mình thức? Yên lặng nào. Vừa lòng chưa, đồ ngốc? Mẹ! Sao vậy? Con không ngủ được. Bảo mẫu, đến đây. Đọc truyện cho con của mình nha. Bạn có thấy gì không? Búp bê ngủ rồi. Cha, mình đi đây. Đừng có nghĩ đến việc đó. À! Mình hiểu rồi. Bụng của mình đang đòi đồ ăn. Ở đây còn gì để ăn không ta? Thấy rồi, kẹo đường yêu thích của mình. Lấy một cái thôi. Mình ăn hết trơn rồi. Báo động đỏ. Không còn kẹo đường cho trò chơi ngày mai nữa. Chúng mình nên đưa gì cho người chơi đây? Chỉ hộp sắt trống không sao? Sao bạn lại làm mất kẹo chứ? Được rồi, bình tĩnh nào. Mình có ý này.
Chúng mình phải làm gì với que tăm này đây? Bình tĩnh người chơi. Mọi người ai cũng có bánh cả. Các bạn phải tách sô-cô-la ra khỏi bánh. Yêu à, con có thể ăn nó sao? Chơi game cái đã. Đấy, ổn cả mà. Trò chơi vẫn đang diễn ra. Đây, ăn bánh quy đi nè.